Ồ, treo lên nữa ha, nhìn đẹp ha. Các bạn, anh Khoa đang có nhiều cái chậu lan bự lắm các bạn. Rose Midnight. Rose là bông hồng. Rose Midnight hả? À, loại cũng là dạng collection dữ lắm á. Hiếm hả? À, rất là đặc biệt luôn. Ồ vậy hả? Cái thằng này rất là đặc biệt luôn. Vậy là ai sưu tầm là sẽ biết về cái anh này. Em về chân Tết cho nó vui nha. Lồng đèn tự nhiên không cần tốn tiền để mua. Các bạn mua cái này có rễ, mai mốt mình về có gì mình trồng xuống đất luôn cũng được. Cây mai mà cái size nó hơi nhỏ hơn chút xíu á các bạn. Tết đến rồi các bạn ơi, mình trưng pháo, trưng bông hoa nha. Rồi nè các bạn ơi, nó bự ra từ từ. Dễ thương không? Dáng bonsai 35 đồng chậu á các bạn. Chậu đá hết trơn rồi cho nên mình đem về là mình để bàn mình trưng thôi. Hoặc là mình làm quà tặng cho bạn bè ha, người thân. Bông này giống thứ bông nhà mi nè. To ơi là to luôn nha. Mua tại vì nó có loại bông nhỏ đó các bạn. Mà cái loại này là mai bông to. Một em đã nở ra rồi, còn các em kia còn e thẹn, từ từ nở tiếp. Cái chậu rất là đẹp các bạn. Nếu mà ai không có trồng xuống đất, mình mua mấy cái chậu này về để sẵn vậy luôn, năm sau cũng trưng tiếp luôn. Quá chừng luôn. Đua nhau mà nở. Coi nè, thấy thương không? Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, mi cho các bạn xem một cái cây bưởi này của nhà một cái cô quen. Trời ơi, trái quá chừng luôn, thấy thương luôn các bạn. Mà nó chín hết trơn rồi, cô chờ tới Tết để cô cắt nè. Thì nay mai là cô sẽ cắt đó. Nếu như mà các bạn có cần á, bưởi để trưng Tết á, thì các bạn có gì gọi cho anh Khoa nha. Những cái trái bưởi này nó đã già chín hết rồi. Cây nè, cây bưởi ổi các bạn. Cái giống này á, không có vị chua, không the gì luôn các bạn. Chỉ có ngọt thôi, nhưng mà nó hơi khô nước hơn là bưởi năm rồi. Chỉ vậy thôi các bạn. Mà trái thì năm nay nó cũng có trái nhỏ trái lớn, chứ không phải trái lớn hết. Mà thấy quá chừng trái luôn. Bưởi này, cây bưởi này mình có ăn qua rồi, rất là thích. Tại mình không có thích vị chua. Thì khi nào cắt xong rồi mình thông báo cho các bạn biết ha. Nhìn thấy mê quá à. Các bạn ơi, My đang ở vườn của anh Khoa nè. Anh Khoa hôm nay trang trí đẹp quá chừng luôn á. Con chó ra chạy ra mừng luôn kìa. Các bạn nhìn nè, thấy thương không? Có hai cái gánh hai bên nè, xong rồi cây mai nữa nè ha. Này là mai thiệt đó nha. Nở ra quá chừng luôn nè. Nhưng mà còn nụ cũng rất là nhiều luôn. Wow, đẹp mê luôn. Xong rồi chân ở trên nè các bạn. Xuân về hạnh phúc đến mọi nhà, Tết đến bình an, tài lộc tiến. Ở trên có cái mái nhà nữa nè các bạn, nhìn đẹp không? Cành mai ở trên nữa. Trời chi tiết quá chừng luôn anh Khoa. Gì mới Tết chứ hả? Rồi cái này, trong đây một cái chậu đào Nhật, một cái chậu mai Nhật nhỏ nhỏ nè, dễ thương không? Khóm và trái cây, ngựa, một cái ly cà phê phin ai uống mà bự dữ vậy nè. Các bạn, mình thích nhất là cái đòn gánh nè. Như cái hai cái đồ, cái này kia bằng cái gì ta? Cái gánh, phải không? Cái gì? Cái gánh. Cái giống. Ồ, cái này là cái giống, đúng rồi. Cái này cái gánh, cái đòn gánh. Cái gì mình để ngược lại, nhưng mà để ngược lại nhìn xấu rồi mình để úp lại. Dạ. Trời ơi, dễ thương không? Cái chậu lan này bự mập ha. Quá chừng luôn. Trời ơi, bên này cái mai thơm nữa. Thơm phức luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Không khí Tết đến rồi. Bây giờ mà nhà ai là chắc cũng có mai có đào được hết ha. Còn nếu mà thiếu thì chạy lại anh Khoa lấy về chưng nha. Mai đào gì quá chừng luôn. Mới cho các bạn xem cái chậu đào này đẹp lắm luôn nè. Rồi nè, thấy thương không? Còn mấy cái nụ bên đây đang chuẩn bị lú ra. Còn bên này thì thôi quá chừng luôn. Rồi nè, đẹp chưa? Còn ở bên này nữa nè.
cây này là cái này đậu là nở ngay Tết là đúng luôn á, sợ không kịp nữa đó, chắc qua Tết một chút. Quá đẹp các bạn ơi, màu đỏ sắc pháo luôn nha, nhị vàng Queens đào nhật double nhiều lớp. Cái chậu cũng đẹp mà cái cây này cũng đẹp nữa các bạn, rất là cao luôn. Các bạn thích cái chậu này thì gọi anh Khoa nha. Các bạn, cái chậu này rất là đẹp luôn, cho các bạn xem nè, coi nụ nè, lên hết luôn đây nè, quá chừng luôn, đua nhau mà nở. Cái này là màu pink nha các bạn, cái hồi nãy là màu đỏ, coi nè, thấy thương không? Ai sẽ là chủ của cái này? Ồ, có chủ rồi hả? Cái chậu này có chủ rồi các bạn ơi. Trời ơi, đẹp, rất là đẹp luôn. Bây giờ là đem về là enjoy liền. Coi nè các bạn, nở đúng Tết luôn, quá chừng nụ luôn. Rồi đây nụ nhỏ nhỏ nữa, nở tới tháng 2 luôn. Trời ơi, nhánh nào cũng có nụ hết trơn á. Các bạn, cây này quá đẹp luôn, đua nhau mà ra, 11 mà nó đua nhau mà nở. Các bạn nhìn cái bông lòng đèn nè, đẹp mê luôn á, toàn ten quá chừng luôn á, không cần gắn trái châu gì hết á, tự nó có sẵn tự nhiên luôn, quá chừng luôn. Coi nè, đẹp chưa, quá chừng luôn. Các bạn thích cây lòng đèn này thì anh Khoa mới về, mấy cây cũng đang có bông rồi hết luôn á, không cần mua trái châu gắn lên gì hết nha. Dễ thương không? Cây sum xê mướt rượt luôn các bạn. Đang có bông nè, khỏi cần treo gì hết, này là treo tự nhiên. Đó, lòng đèn, khỏi cần đi mua mấy cái trái châu gì hết ha, có trái châu tự nhiên để treo luôn. Cái này các bạn vô cái chậu đẹp đẹp cái ha, là nhìn đẹp lắm luôn á. Cái lá xanh mướt rồi các bạn ơi, đang có nụ nhiều lắm nè. Nè, nụ, cái cây này My thích là nó cái bông nó quanh năm á các bạn. Bởi vì cây đặc rực hết trơn à, thấy thương không? Cây này nhánh nhiều nha, nhánh nhiều, tàn đẹp, non mướt luôn, sum xê, đẹp. Cây bên đây đẹp nữa nè, cao hơn cây này luôn ha, cao hơn cây bên đây luôn ha, mà còn có nụ, cũng đang có bông nữa nè, thấy thương không? Cái bông này nhiều người thích lắm nha các bạn, dễ thương quá. Cây này cao lắm nha, cao tới ngực mi luôn á, mà đang có nụ quá chừng nè các bạn, đem về chưng Tết cho nó vui nha. Lòng đèn tự nhiên, đồ thiệt á các bạn, không phải đồ giả gắn lên. Đẹp quá. Các bạn nào có chậu, cái mình mua chậu hay chậu mình để trước cửa nhà ha, nhìn cho nó đẹp. Muốn nữa mình treo bao lì xì lên nữa nếu mình muốn. Mà cây tốt lắm nha các bạn, xanh luôn, lá non mướt à. Cái này nhiêu cây vậy anh Khoa? Ồ, cái lòng đèn này mới nhiều size khác nhau lắm của My. Vậy hả? Chừng 10 đồng, 15, 20, 30, tùm lum hết trơn á. Dạ. Mỗi size mỗi khác nhau hết trơn à, không biết thấy không? Cao thấp cũng khác nhau phải cao không? Cao thấp khác nhau đó. Vậy ok các bạn, các cô chú đến lựa đi nha. Nha, cái này nó như cái cây này cao nè, mà đẹp nè. Các bạn thích cây lòng đèn thì mình đến đây nha, nhanh tay thì mình lựa cây đẹp. Các bạn ơi, cái mai này nó đang nở có một cái bông mà, một cái bông độc nhất vô nhị mới nở, còn nụ thì thôi quá chừng luôn. Trời ơi, cái này kịp Tết chắc chắn luôn Khoa hả? Ngày mai Mỹ á. Mai Mỹ, mai tứ quý. Mai tứ quý á. Đây nè các bạn, cái nụ nè, từ đây nè các bạn, từ đây là ngang cái bụng mình luôn rồi nè, thẳng xuống đây, cành lá xum xuê luôn, cây dáng đẹp ha, nhánh quá chừng luôn nè các bạn, đang có nụ hết trơn rồi nè.
Đây, nhánh nào cũng có nụ hết trơn á. Các bạn ai thích chậu này thì cũng rinh chậu này về luôn nha, làm kiểng quá chừng luôn nè, sen đá rồi cây sum xuê luôn. Xanh à. Rồi, chậu bên này luôn. Ai sẽ là người đem em này về? Nhìn đẹp lắm nha các bạn, giống như cây thiên tế nhưng mà cái loại của nó là cái lá làm như là nó không có phải cứng như mà bén như là thiên tế. Nè, nó có nguyên một cái củ nhìn cũng đẹp lắm, vô cái chậu rất là đẹp, có duyên. Đẹp. Lên đây là nguyên cái cây mai thơm, rực rỡ thơm phức luôn. Các bạn thấy cái dáng này đẹp không? Quá đẹp luôn cái dáng này. Chưng ở trong nhà là vừa lắm luôn á. Hiện tại bây giờ là còn nụ nở tiếp tục nè. Quá chừng nụ ở trên luôn nè. Còn bên này quá chừng nụ nè, lú 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 ra. Thơm lắm các bạn ơi. Các bạn nào muốn hửi mùi thơm á, chạy đến đây xin anh Khoa cho hửi cái mùi thơm của nó cho biết. Rất là thơm luôn. Thơm như hoa lài á, mà nó nực nồng luôn. Còn có mấy cây mai nè, các bạn là anh Khoa hết rồi. Cho nên ai sẽ là người đem những cây mai này về? Cái bông nó rất là to nha. Bông to lắm á, nở ra rồi nè các bạn. Loại bông này giống như bông nhà mi nè. To ơi là to luôn nha. Cái loại mai bông nhỏ thì nó cũng ok, nhưng mà nó không có nhiều người không có thích lắm. Cây này mới chớm nụ ra thôi nè. Cái chậu rất là đẹp các bạn. Nếu mà ai không có trồng xuống đất, mình mua mấy cái chậu này về để sẵn vậy luôn, năm sau cũng chưng tiếp luôn. Nó nở ra thấy thương không? Mà nó lâu tàn lắm nha các bạn, chứ không phải mau tàn như là mai Việt Nam nha. Các bạn thấy không? Rất là lâu luôn á, nó cứ vậy hoài á mà nó không rớt. Trời ơi, hai cái chậu đào bên này cũng đẹp lắm các bạn. Coi nè, thấy thương không? Một em đã nở ra rồi, còn các em kia còn e thẹn túc nhúc ở trong đây nè các bạn ơi. Bên này nữa nè, đua nhau nở từ từ. Bên này thì còn nụ, chuẩn bị chờ nở từ từ. Trên đây nụ nữa nè. Cái chậu rất là đẹp luôn các bạn. Còn chậu bên này thì cũng vậy nè, các bạn nhìn. Em này chuẩn bị nở trước nè ha, rồi tới mấy em này, rồi tới những cái nụ ở trên đây. Xong rồi cái nụ ở bên đây. Xong rồi lên đây. Đây luôn cũng có luôn nữa nè. Trên đây một chùm luôn. Thấy thương chưa? Còn e thẹn chưa chịu nở. Chậu này đẹp các bạn. Cái dáng chậu này nhìn cũng thấy hay. Nó bóng, nó sang. Còn cái chậu này thì trơn. Mỗi em một vẻ. Còn bên đây thì quá đẹp rồi. Cái mai Nhật mà vô cái chậu này là quá đẹp luôn các bạn. Cái dáng nó rất là cân ha. Các bạn ơi, cái chậu đào này mới là đẹp nè. Cái này á các bạn, là bông nó màu hồng, mà hồng phấn nha, mà đang búp nè. Trời ơi, thấy thương không? Nhiều lắm luôn. Đang búp rất là nhiều. Coi nè, nó nở ra chút chút rồi các bạn. Còn nụ thì thôi đầy luôn. Ồ, cái cây này 11 mà nó nở ra đẹp cho mà thấy. Các bạn rất là đẹp luôn. Coi nè, nụ nè, đây nụ nữa nè. Còn nguyên một cái nhánh vậy nè, là nụ từ đây xuống xuống luôn. Quá chừng đẹp luôn. Trời ơi, nhánh bên đây cũng nụ nữa. Cây đào này rất là đẹp luôn các bạn. Cây đào này anh Khoa mới về nha. Đẹp quá chừng luôn. Mình enjoy từ bây giờ cho tới qua Tết luôn các bạn. Tại vì những cái nụ nhỏ này nè, còn rất là nhiều. Còn có một tuần hơn nữa là Tết rồi. Các bạn chưa có thì nhanh nhanh mà mình đi tìm hoa về để mình trưng Tết nha. Các bạn nhìn cái chậu bên đây cũng dễ thương nữa nè. Nhỏ nhỏ gọn gọn. Nụ đang bự rồi nè các bạn ơi. Nó bự ra từ từ. Dễ thương không? Dáng bonsai
35 đồng chậu á các bạn. Vô chậu sẵn luôn, chậu đá hết trơn rồi, cho nên mình đem về là mình để bàn mình trưng thôi, hoặc là mình làm quà tặng cho bạn bè ha, người thân cũng dễ thương nữa. Cái nào cũng đang có nụ hết trơn á. Cái nào nụ nè. Cái đây là nụ nè. Ôi dễ thương không? Ai thích nụ bự thì lấy cái này. Cái này nụ bự nè. Màu đỏ rực luôn nha các bạn. Cái này là đào Queens, đào Nhật Queens mà double, loại mà nhiều lớp á. Màu đỏ. Màu sắc pháo luôn, đỏ rực luôn á. Bên này cái chậu mai vuông này cũng đẹp lắm các bạn ơi. Cái này cái dáng cũng ba nhánh nè, ra nụ đang nở, lú bông vàng vàng ra rồi. Đẹp quá. Cái này cũng bông nhiều. Phát tài phát lộc. Cái đá đồ đã sẵn sàng hết rồi, các bạn mình trưng sạch sẽ ha, nhìn đẹp. Cây mai vàng nhỏ nhỏ, cái này mai Nhật nha các bạn. Nở ra là bông rất là nhiều luôn á, đầy cành hết luôn á. Cái loại mai này nè, các bạn mua cái này có rễ, mai mốt mình về có gì mình trồng xuống đất luôn cũng được. Cái rễ nó mọc lồi lên là nhìn đẹp nè, cây này đẹp nè. Làm bonsai nhỏ nhỏ cũng được, mà cái chậu cũng rất là dễ thương. Bên này cũng mai Nhật luôn, đã vô chậu rồi, đang nở bông luôn nè. 40 đồng. Các bạn đến sớm để lựa cái nhánh nào cho nó đẹp ha. Cái này là hai nhánh đẹp nè. Một nhánh này cũng đẹp, ở trên đây một chùm luôn. Nếu mà ai thích tự sang chậu á, mình lấy cái chậu này về, chậu mũ, mình quấn giấy lại cũng được, quấn giấy bông lại cho nó đẹp. Xong rồi cái mình gắn mấy cái này lên nhìn nó cũng sơm tụ. Các bạn mua sắm sớm nha, để thôi bị trễ là hết hết cây đẹp. Bên này là những cây mai mà cái size nó hơi nhỏ hơn chút xíu á các bạn. Rất là nhiều nụ đây luôn nè. Các bạn có cần thì gọi anh Khoa nha. Anh Khoa nói là cái giá nó có thể thay đổi, cho nên anh không có nói trên video được. Thì các bạn đến tùy theo lúc đó cái giá thị trường thì anh bán theo giá thị trường lúc đó nha các bạn. Thì các bạn cần thì cứ gọi anh Khoa. Mấy cái chậu này đẹp quá à, xum xê hết trơn luôn rồi. Các bạn, anh Khoa đang có nhiều cái chậu lan bự lắm các bạn. Mới về hả anh Khoa? Cái lan này mới, nó chưa ra hoa, nhưng mà cái loại lan này cũng loại lan loại là có những cái loại cũng là dạng collection dữ lắm á. Hiếm hả? Cái lan này thì mình không có bán nha. Cái dạ. Lan cái lan này của cái cô, của cái cô quen, cô lại cô gửi mình bán thôi. Dạ. Thì cô nói sao mình nói vậy thôi. Dạ. Đó. Những cái chậu này thì cổ có ghi vô hết trơn cái bông màu gì vậy đó. Như cái chậu anh đang lấy vậy là màu gì vậy? Thì cổ nói là này là lan Úc mà loại tủa xuống gì mi. Dạ. Mà này là đề là vé logo gì nè. Ồ vậy là màu vàng. Đây nè, cổ ghi á. Vé logo đền. Có gì nữa không? Vé logo đền. Wow, vậy là cái rũ mà xuống mà màu lan Úc mà màu vàng các bạn. Hình như là màu kem á phải không? Màu kem kem phải không? Đâu, màu kem là trắng á. Còn cái này là vàng luôn hả? Này là vàng á, là đại khái như vàng thì nó vàng lên thôi. Dạ. Cái chậu bự quá các bạn, cái này có cần sang chậu không Khoa? Anh thấy bự quá vậy. Thường thường lan á, theo mình biết á, mình để cái chậu nó càng chặt bao nhiêu nó ra bông nhiều hơn. Dạ. Ôi đẹp quá. Nhưng mà cũng có lú hoa nè, không? Dạ. Cũng có lú ít nè. Dạ. Này giờ là mình muốn làm giống là mình chiết ra thôi. Dạ. Cái này trong đây cả mười mấy cái nhánh ở trong đây luôn các bạn ơi, mà nó cái thân nó mập quá ha. Thân ngự chản à. Còn cái này đang cái gì mà đang có nụ nè anh Khoa? Cái nụ này nhiều quá á, chừng luôn nè. Cái thằng Rose Midnight. Rose là bông hồng. Rose Midnight hả? Bông hồng đêm á. Bông hồng về đêm. Cái thằng này rất là đặc biệt luôn. Vậy hả? Cái thằng này rất là đặc biệt luôn. Vậy là ai sưu tầm là sẽ biết về cái anh này. Cái thằng này loại dạng như loại super hiếm á. Vậy hả? Rose Midnight. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình cũng biết mấy cái lan này, mình không có rành, nhưng mà mình biết là có nhiều cái chậu là cả ngàn đồng gì đó. Wow. Cái chậu này thấy vậy chứ cũng cậu nói là cũng đắt lắm á. Trời ơi. Cậu nói các bạn, cái chậu nó giống như là nó tràn ra đây luôn rồi. Cắt ra mình vô chậu khác thôi nè. Nguyên cái chùm này cũng thấy không? Dạ. Các ở đây là vô đựng chậu rồi. Dạ. Lời rồi. Wow, quá chừng luôn.
các bạn sưu tầm lan thì chắc biết mấy cái này ha. Rose Midnight. Wow, mà đang có nụ luôn nè. Mới mốt về mà enjoy bông. Cái chậu bằng gỗ cũng đẹp hả anh Khoa hả? Cái chậu gỗ. Nhìn tự nhiên. Này để treo lên được các bạn. Nó bó vô tùm lum của My. Nó ăn vô gỗ tùm lum luôn ha. Ờ nè, nó nè, quá chừng luôn á. Quá tay rồi. Mà nó lòi ra đây nè. Nó lòi ra ngoài luôn. Cái này vừa phải bứng ra rồi chứ nó tràn ra ngoài cái cây này rồi. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Này nhìn thấy tự nhiên anh Khoa hả? Nè. Tự nhiên. Dạ. Này lan gì anh Khoa? Cái lan này là cũng loại lan Úc thôi nhưng mà màu yellow. Màu vàng. Ờ, à, dạ. Màu vàng. Vậy là lan Úc này có giống lan Úc này không? Mình không biết nữa. Cổ nói vậy thôi, màu vàng thôi, không biết nó dài không, mình không biết nữa nha. Ờ, còn loại bên này là dài. Ờ, à, loại bên này nó dài tủa ra. Tủa ra, còn loại bên này mình không biết. À, mà màu vàng. Gặp em cũng bó tay luôn á. À, mình cũng thua luôn. Mà nụ, nụ ra nhiều nè. Ờ, à, có nụ á. Dạ, vậy chắc cái này chắc giống hơn. Tại vì cái cây nó cũng, nhìn cái cây cũng giống hơn ha. Mà nó hơi nhỏ, cái này cây nhỏ hơn cây này các bạn. Đúng rồi. Cây này bự. Chắc cái giống khác á. Cây này nhỏ nè. Cái này chắc không tủa ra đâu, thẳng lên thôi. Dạ. Wow, còn bên này nữa, cái gì mà đang nở nụ nữa nè. Có một chùm nụ luôn. Bên này chậu nữa nè anh Khoa. Cái này lan gì? Cũng gốc bự hả? Cái đó lan Úc màu có nó màu kem á. Lan Úc màu kem, còn nãy là màu gô là khác nữa hả? Cái đó màu kem á. Wow, sao mà nhiều loại lan quá các bạn. Mà có hiếm không? Lan này có hiếm không? Này mình không rành luôn á các bạn, các cô chú coi ai thích thì mình gọi anh Khoa nha. Cũng đang lú nụ nè. Coi như cổ nói cái chậu lan này nha, cổ không có xua là màu kem hay là màu vàng. Ồ vậy hả? Ờ, nhưng mà cổ chỉ để giá màu kem thôi. Ờ. Còn nếu mà ai mà về mà hên á, dạ, mà vô màu vàng là coi như là lời. Lời. Dạ, tại màu vàng mắc tiền hơn hả? Mắc tiền hơn, coi như cổ tính tiền màu kem. Ồ, ok. Wow, vậy được á. Các bạn, nó bự, nó mập mà nó cũng đang có nụ luôn. Đây cũng nụ nữa nè. Cái này là lan thường thôi. Cái này lan thường hả? À. Này mình treo lên được nè, có nụ luôn. Ồ. Hai cành, bên này cành nữa nè anh Khoa. Ồ, đang lú nụ nhiều lắm. Nhiều lắm. Này lan tím, này thơm không? Cái này mình không biết nó thơm hay không thơm, không biết nữa. Thường thường tại em thấy màu tím mà bán á, này hai cái mùi thơm á anh Khoa nhớ cái loại đó không? Rồi, đẹp đó. Nụ quá chừng luôn. Nha các bạn, cái chậu về nè, các bạn có cần thì gọi nha. Cái này anh Khoa nói là lan tím. Còn bên đây là lan gì? Cái là cũng màu kem luôn á. Lan màu kem luôn. Ờ. À, cái lan Úc màu kem luôn mà một là kem hay là vàng á. Một là kem hay là vàng nhưng mà tính lá giá là tính giá màu kem. Ờ. À. Hai cái nụ nó lòi ra nè các bạn. Bên này cũng đang có nụ luôn. Còn bên này màu gì? Này cái shape nó khác hả? À, lan kiểu khác nữa phải không? Cái đó là cổ nói là super beam gì á, là cái lan đó là bông trắng nhị vàng. Bông trắng nhị vàng. Trời ơi. Đủ thứ kiểu hết các bạn ơi. Ai thích thì mình lại đây mình coi nha. Cái này là My bó tay chấm cơm á. Ô, anh Khoa đây nè. Cái đúng rồi, nó ra bông á hả? Ừ, nó đang chuẩn bị ra bông nè. Mà chưa có thấy bông cho nên mình không biết nó ra làm sao ha. Ồ, treo lên nữa ha, nhìn đẹp ha. Ồ. Đó. Quá chừng luôn, rễ đầy hết trơn luôn. Các bạn, Rose Midnight, hoa lan, hiếm. Mà chắc có giá trị là tại nhờ 5 cái cành bông này nên Khoa chuẩn bị nở nè ha. Không biết có kịp Tết không ta? Đẹp á. Cây này á anh Khoa mới về nè, rất là đẹp luôn. Hai cây vô một chậu các bạn mà cái gốc nó bự nha. Gốc bự lắm luôn á. Cái này là dáng bonsai nè. Nào, đây một cây. Bên đây một cây. Đó, quá đẹp luôn. Các bạn, các cô chú thích dáng bonsai thì mình lấy cái này. Quá chừng đẹp. Đang có vừa bông nở, vừa bông búp, vì đủ loại hết trơn luôn. Anh Khoa Garden có xoài nha các bạn.
Cái này là một người mua trả tiền xong được lì xì một trái xoài phải không? Các bạn, xoài nè. Cái này xoài xoài tươi nha. Bên đây ăn thúng, bên đó ăn thúng nữa kìa. Trời ơi, thấy thương không? Ai ăn xoài các bạn ơi, lại đây ăn xoài với anh Khoa. Rồi, My xin dừng ở đây nha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn chọn được những cây mai đào mình thích nha. Chọn theo ý mình, vừa cái cây đẹp mà có bông đúng ngày Tết. My hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản hay là cùng đi shopping với My nha. Chúc cho các bạn đi mua sắm vui vẻ. My chào tạm biệt. Bye bye.